Trân trọng với bạn. Tôi thấy rất là cũng khá là lạ ha. Tại vì ông, như quý vị đã thấy rồi, thì chính ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã ngay lập tức lên tiếng phản bác lại cái cuộc phỏng vấn vừa rồi. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, anh hỏi về liên hệ giữa ông Nguyễn Xuân Nghĩa với chúng tôi, thì xin thưa là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã ra khỏi tổ chức mặt trận từ năm 1991. Và kể từ đó cho đến nay, hơn mấy chục năm qua thì không có liên hệ gì với nhau nữa. Mặc dù trên căn bản của những người đã từng quen biết nhau thì cái sự giao tiếp giữa chúng tôi, tổ chức chúng tôi với ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một sự giao tiếp, một sự giao hảo bình thường như với tất cả mọi người trong cộng đồng mà thôi. Thành thực ra đó, thì đó là trả lời câu hỏi quanh về sự liên hệ. Còn những gì mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói hay là không nói với những giả AC Thompson thì xin đề nghị quý vị hỏi thẳng với ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Và hay là đọc những cái gì mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã lên tiếng phản bác. Còn về cái giả thuyết như anh vừa nói đó thì đó chỉ là giả thuyết mà anh nêu lên, và tôi nghĩ rằng là quý vị cũng như chúng tôi thôi thì cũng chỉ lắng nghe thôi, và mỗi người phải có cái sự phán xét cho chính mình những giả thuyết mà anh nêu lên. Đó là cái câu hỏi xoay chót, anh hỏi tôi trả lời trước. Câu hỏi thứ hai là anh đặt vấn đề là có phải chăng cái việc mà chúng tôi từ chối không trả lời phỏng vấn đúng ra là cá nhân không hoặc quyết định mà Nguyễn Kim từ chối không trả lời phỏng vấn có phải là một cái quyết định thiếu chính xác hay không, mà nó đã đem lại hậu quả như thế này? Thì tôi nghĩ rằng là may mà chúng tôi đã không trả lời phỏng vấn, chứ nếu mà giả dụ ông Hoàng quyết định mà hay là Nguyễn Kim mà lại trả lời phỏng vấn mà lại bị những người ký giả làm việc một cách thiếu lương tâm trách nhiệm, thiếu sự vô tư cần thiết, mà lại đi bẻ cong lời nói, cắt xén, cắt bớt đầu đuôi đó, thì phải nói là cái sự tai hại nó có lẽ còn đến đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, quý vị cũng đã biết rồi, khi mà nhất là anh Toàn Trọng là người làm việc trong lĩnh vực truyền thông nữa, nếu mà một cái người làm công tác truyền thông mà đã có sẵn cái kết luận trong đầu của mình rồi, đã có sẵn cái định kiến rồi, không thật sự muốn tìm hiểu sự thật, lắng nghe cả những dữ kiện ủng hộ cho cái điều mà mình đang muốn tin, kể cả và học là lắng nghe những điều nó phản bác lại những điều mình đang muốn tin và đặt lên bản thân mình xét công bằng với tất cả những dữ kiện đối trọng nhau đó, thì với những người mà làm việc trong cái tình huống như thế, trong cái tinh thần như thế đó, thì cái sự tham dự của chúng tôi thực sự nó không thay đổi gì hết, thưa quý vị, không thay đổi gì hết. Nếu người ta đã có sẵn kết luận trong đầu rồi thì cái sự có mặt hay vắng mặt của chúng tôi nó không thay đổi gì cả. Và như tôi vừa nói, cái sự có mặt đôi khi nó còn gây thiệt hại cho chung cho tất cả mọi người nhiều hơn nữa. Thành thực ra tôi cho rằng là cái quan điểm khác thì không tham gì đó, thì không tham gì đó là một cái quyết định chính xác, và chúng tôi nhận được không thiếu gì những sự liên lạc hay ủng hộ của nhiều người trong thời gian qua. Họ tán đồng với những quyết định thì chúng tôi đã vắng mặt không tham dự trong cái cuộc phỏng vấn đó. Sau cùng, trong phần trình bày của tôi có nói đến những vấp váp của quá khứ. Tôi tham gia một mặt trận vào những năm tháng đầu, những ngày tháng đầu năm 1982. Và phải nói rằng là trong suốt những năm 82, 83 kéo dài cho đến năm 84, có thể nói đó là cái giai đoạn phôi thai của mặt trận. Ào ạt, cả trăm, cả ngàn người tham gia vào, bừng bừng với một lý tưởng đấu tranh cho đất nước Việt Nam, cho dân chủ, cho nhân quyền. Nhưng mà trong một sự phát triển ồ ạt như vậy, và tôi đã nói rất rõ lúc nãy, chắc chắn sự kết nạp thành viên nó có thiếu sót, không có gặp lòng, không có chọn lựa kỹ lưỡng. Chắc chắn trong những vấn đề sinh hoạt nội bộ, những hướng dẫn học tập cần thiết để vun bồi, để chấn chỉnh tinh thần, để hướng dẫn anh em đoàn viên hiểu thế nào, việc gì là đúng, nên làm, không nên làm, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những thiếu sót chúng tôi đã gặp phải, và cái hậu quả là những vấp váp không thể tránh khỏi. Và điển hình, nhân đây tôi cũng xin ghi nhận một trong những thiếu sót lớn nhất của chúng tôi trong mấy chục năm qua, trong giai đoạn đầu của thập niên 80, trong giai đoạn đầu của thập niên 80 khi mà mặt trận vừa mới xuất hiện hoạt động, cái cách hành xử của những anh chị em đoàn viên lúc đó, có một số người đã thiếu sự tôn kính,
đã thiếu sự kính trọng đối với một số người khác trong cộng đồng, đối với một số cái đoàn thể tổ chức mà trong cộng đồng, và thái độ từ sự thiếu tôn kính, thiếu lễ độ đó, nó đã tạo ra ác cảm rất từ rất nhiều người, và nó đã để lại một ấn tượng xấu đối với tổ chức chúng tôi trong những trường hợp qua. Và đó là một lỗi lầm lớn mà chúng tôi đã phải ghi nhận, chúng tôi đã phải vượt qua, đã phải chấn chỉnh. Và dĩ nhiên trong mấy chục năm hoạt động thì thế nào đã là con người mà, thì thế nào cũng có những cái vấp váp. Thì tóm lại đấy, tôi nghĩ cái quan trọng mà chúng ta qua câu hỏi vừa rồi của nhà báo Đoàn Trọng, cái quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn thấy ngày hôm nay đấy, là khi chúng ta vấp ngã, chúng ta té xuống, chúng ta có đứng dậy hay không, chúng ta có học được cái lỗi của mình hay không, chúng ta có sửa cái lỗi lầm của mình hay không, để tiếp tục đi tới, để cố gắng làm điều đúng, điều phải, và tiếp tục hy sinh đấu tranh cho đất nước. Thế đó là quan trọng. Chúng tôi chỉ mong ngày hôm nay quý vị hãy nhìn chúng tôi với tất cả những cái sự khắt khe cần phải có, cộng với những sự bao dung cần phải có, để nhìn thấy rằng là chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng cải sửa rất nhiều để vượt qua những cái lỗi lầm của quá khứ, để làm chuyện tốt, chuyện phải cho đất nước. Và mong rằng quý vị hãy nhìn vào những điều tích cực, thay vì chỉ xoáy vào những cái điều gì không hay của 30-40 năm về trước. Thank you.